đề là phố ẩm thực Phan Xích Long. Nhưng mà bây giờ ế quá, người ta đóng cửa rồi mọi người ơi. Người ta mở ra, người ta làm giống như là chợ đêm á. Nhưng mà lượng khách ít quá. Bây giờ cả nhà đi ăn cháo lòng 144 Phan Đăng Lưu với Xuân Đì nha. Cái chỗ này nó cũng có một mấy chục năm rồi nữa. Đây là vừa bán xe cũ, xe mới có hết. Đi ra. Cơm tấm thèm. À, điểm cộng. Đừng chưa à, ủ ớt. Giá và cho quẩy, cho thêm. Bao miếng cháo lòng này hả? Mấy chục năm rồi đó. Đây. Gọi nhà đá cà phê vậy không? Một cái cà phê đen. Cho cái trà đá. Cà phê đá đen. Phở Huynh, một trong những cái phở nổi tiếng ở Sài Gòn. Người nước ngoài ăn rất là nhiều. Đây, dưa rau. Ngồi phở, ngồi ăn phở ngoài đường, nhìn ông đi qua, bà đi lại. Ở bên kia như nhà thờ Trường Sĩ. Nhà thờ Trường Sĩ. Cam kết đủ thuốc, ăn xong qua mua thuốc mà tan mở bụng. Đi cà phê đen hấp dẫn không? Đây là tô phở của mình, tái nạm đơn. Phở ở đây đặc biệt quá. Hôm nay nó có hủ tiếu bột kho á, cho nên ở là thấy đây có cái gì xuất sắc. Hành trần, hành phi, kết thúc một chầu phở 8 điểm, không còn ngon như xưa. Anh xe ôm nữa, tiếng Anh như gió vậy. Tôi thấy từng ăn nhỉ, ba mấy gì? Nơi Trăng Long mà màu cay. Cái này tôi mới tải, tôi đi đáp không mà, tôi mới tải cái này này. Phường 24 nhận đúng không? Đúng rồi. Đây ba lô khắp nơi. Anh uống cái bột nghệ giải rượu đó, thì nó làm cho cái anh, cái bao tử anh nó không có bị bào, mà anh tỉnh á. Cái khu Tây Ba Lô mà bán vé đi mấy cái tour du lịch khắp nơi rẻ bèo nhèo bèo nheo luôn, miền Tây miền Đông rồi gì có mặt. Ở đây nó có cái chùa à? Ừ, lạ nhỉ. Buổi tối vui lắm, buổi tối rất là vui. Ở trong này á, trong mướn ngày có mấy bạc à, có chỗ nó bán có 6 đồng cho mướn, sao nó gọi là gì, hostel chứ không phải là motel. Chiêu môn cho mấy tay ba lô nó đi nguyên ngày cái giường thôi thì về nó ngủ hả mà. Mua đâu thì có một nhỉ? Anh tay mướn xe đi nhỉ? Cái chạm nó bên kia kìa, ở anh tay mướn xe Honda đi đó. Trời ơi, mấy thằng tì thuộc đường. Nó có bản đồ. Mấy thằng buổi tối nó lăn lắm, nó qua riết rồi nó lăn. Mấy cái thằng cây đen ấy, trời ơi, tối nó đi cũng lặng lách như gớm luôn á.
tuổi trẻ sao? Nó thích lắm. Bữa nay là sao? Với bà đi đâu ấy, đi đâu xong hồi lát rồi thấy gọi điện thoại. Đó, làm ngay cái chỗ này lắm luôn ấy. Anh là tourist information. Em nói chị hôm em chụp hình với chị rồi đấy. Ừ, chết nhắc. Đây đây khách sạn bảo đây là đường. Chị biết sao không? Dính một cái. Nó dính vừa lấy chồng xong là dính hai cái, tại vì động máu giống như mình trong Sài Gòn là mình mà dừng xe lại sang dắt ông đi. Ông ở trước. Ta đỡ khổ. Trời ơi, nó đùa chứ thật đấy. Bao nhiêu lòng tốt của mình nó dồn lên não luôn đấy. Tôi này công viên tao đàn. Ông tốt thì về, ông muốn chết thì ông vào chứ mình để. Nghe kiểu giữa một cái chỉ biết. Bây giờ mình đi Sài Gòn sau khi mình ăn phở Quỳnh. Vincom Center. Dẹp rồi hả? Welcome Ho Chi Minh City. Thank you.
cũng bò thô đa. Đây nó nhiều mặt hàng lắm em. Nó giống như là một cái chợ cao cấp. Dạ, đó là chợ cao cấp. Nhà sách Sài Gòn Bookstore. Chợ Son Gà là chợ Sài Gòn. Đây là đường Phạm Học Thái nè. Khách sạn như cô. Sao thấy như qua bự giờ biết bao nhiêu không bự hơn ha. À, như qua bây giờ bình thường. Đây là ly cà phê muối Chú Long. Ngon á cả nhà. 15.000 đồng giá nè. Rất là đậm đà luôn. Cà phê muối Chú Long này nó đem, nó xúc qua bên kia nó bán. Bán chài. Tôi xin đi đang ngồi ở Highland Cà Phê ở Hồ Rùa, Dũng Tân. Ở ngoài kia là Hồ Rùa. Rất là đông khách hôm nay thì bên đại học kinh tế tốt nghiệp, đường xá kẹt cứng, mấy quán cà phê bên kia là toàn là người ta sinh viên đó, họ đặt bàn cho nên không có, phải chui qua đây ngồi. Má quán là đẹp nè. Anh chàng tốt nghiệp cầm hoa ra. Ở trên lầu cũng có nữa. Đông ngút ngàn luôn. Việt Nam là nơi kính thưa các loại cà phê. Ở Hà Lan cà phê mướn toàn địa điểm đẹp. Cà phê đã ra đây, ly kem của Cindy. Cindy thấy quảng cáo kem bự lắm, ai giờ ly kem chút xíu.
Đây là ổ bánh mì que của Cindy. Bánh mì que gà pate. Cầm. Đây ổ mì que nhân thịt gà pate. Rồi mời cả nhà nha.